gam màu đỏ đô, màu này không thể nào thiếu trong bộ sưu tập rồi các chị ơi. Phải nói là màu này mặc lên rất là tôn da luôn. Và màu đỏ thì nó không có bị chói màu quá, nên là các chị nào mà hơi ngâm nè hoặc là hơi tròn người thì các chị mặc vẫn rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này thì bên em sẽ thiết kế hai tà áo dáng tà A, mặc lên nè nó có độ xòe nhẹ các chị ơi, đánh hông như thế này, tôn vòng ba và che được khuyết điểm bụng dưới luôn các chị nhé. Chân váy em làm cho mình là hai lớp, chất liệu là lụa tầm ý cao cấp luôn ạ. Bộ này thì bên em sẽ may 5 size, từ size M cho tới size 3X, với chiều dài là 140-145cm. Thì các chị nào mà mình cao trên 1m6 thì mặc cũng sẽ không có lo là bị ngắn. Các chị mặc hơi dài thì mình cũng có thể lên like ha. Đây em đứng cận cho các chị mình xem. Trời ơi cái phần đính kết rất đẹp, rất tỉ mỉ các chị ơi, mà toàn bộ sẽ được làm thủ công bằng tay hết các chị mình xem nha. Ở nhìn bên ngoài các chị sẽ thấy những cái hạt đá cường sẽ được xếp rất là đều và may rất là tỉ mỉ luôn. Mẫu này 5 size các chị khoảng tầm 75kg quay đầu là mặc vừa. Giá là 1 triệu và bên em miễn phí giao hàng, được hỗ trợ xem hàng trước khi thanh toán các chị nha. Không vừa rộng chợt bên em cũng có hỗ trợ đổi size cho mình luôn. Chị nào mình có nhu cầu đặt hàng để lại số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn nha.